Ok, thì hôm nay mình sẽ mở hộp một cái gói hàng mà Akai gửi về. Thì tầm nửa năm trước là mình Akai với anh Dệt có rủ nhau là đặt hàng ở trên Penguin, là một cái trang, một cái shop bán nguyên liệu cũng như là bút quay của tụi Mẻo. Đó, thì sau đó là Akai nó đã nhận hàng và nó gửi về Việt Nam rồi. Nhưng mà mình để bên nhà anh Dệt cũng mấy tháng trời, thì hồi trước Tết có chạy qua lấy về nhưng mà vẫn chưa có quay video và mở ra cho bạn xem. Thì hôm nay là sẽ đập hộp cho bạn cái gói này. Thực ra mình cũng đã bóc ra rồi, mình sẽ bọn nhét vô để mình khui cho nó đúng quy trình thôi. Thì mình đã bóc ra luôn rồi cho nó tiết kiệm thời gian, nó nhanh gọn. Thì ở bên tay phải mình là cái phần hàng mình đặt, các bạn thấy là leo que có mấy món thôi, còn bên tay trái là cái đống nguyên liệu mà Kai tặng cho mình đó. Và trong này thì nó có ghi hóa đơn luôn, 450, các bạn nhìn lèo tèo có mấy món 450. Đặt hàng bên Wix tôi bán nhà lúc nào không hay các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có hai cái cây IC, giá một cây là 3.75 đô, một đô bây giờ là tầm 23.000, thì các bạn nhân lên đó. Và chủ yếu mình mua hai cây này để mình so sánh với là hàng của Junior Ben Shop, coi nó có khác chỗ nào không, đồ Mỹ với lại đồ Trung Quốc nó có khác nhau không. Đó, thì bữa nào mà ổng làm gì mình thấy ghét thì mình sẽ đem ra mình so sánh. Tiếp theo là hai cái tip Impact RT. Thì cái này cái tip nó cũng giống giống như là cái tip Unisignal thôi, nhưng mà cái phần đít nó phình ra thì chúng ta có thể dễ nhét vô mấy cái khác, ví dụ như CT hay AC nó có một cái rãnh ngay đây nữa các bạn. Đó, thì các bạn bỏ cái tip vô thì nó sẽ tương đối là khít, cho nên là mình khá là thích cái tip này, mình đặt một cặp mới về xài cho nó sướng. Tiếp theo là cái cây Jimny. Thì cái cây này mình mua tại vì mình thích cái form của cái cáp này nè các bạn. Cái cáp này là dùng để làm mấy cái cây SC, nhìn nó rất là sang đó. Và mình cũng không biết là cái cáp này ở Việt Nam có cây bút nào mà lấy được cái cáp có cái form giống gì không, cho nên là mình đặt một cái cây về luôn làm cho nó sướng đó. Và cuối cùng là một cái cây Sunburst. Thì đó giờ mình xài MX chủ yếu là mình xài RFVB là chính, chưa bao giờ mình xài cái cây Sunburst này luôn các bạn. Nó thiệt, từ trước giờ mình chơi chắc cũng chục năm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ mình làm MX mà mình sử dụng cái cây Sunburst luôn đó, cho nên là cũng mua một cây về xài cho nó biết với bạn bè. Vậy là 450 của mình là xong rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với nguyên liệu của Akai tặng để xem Akai hào phóng tới mức nào nha. Đầu tiên có đây là bốn cái cây tool, nó màu xanh Sky Blue. Thì cái cây tool là mình đã làm một cái clip mình review cái cây này rồi. Nó có một cái điểm đặc biệt là cái thân của nó được phủ một cái lớp giống như là một cái lớp nhựa mềm đó các bạn. Khi mà các bạn quay thì cái phần nhựa này nó tiếp xúc với cái tay thì nó cho một cái cảm giác khá là êm, giống như là các bạn đi trên không mà các bạn đạp lên trên gạch men với là các bạn đạp lên trên cái thảm là nó sẽ cho cái cảm giác khác nhau đúng không. Thì cái cây này nó cũng vậy. Nhưng mà cái khuyết điểm của cái cây này là khi mà các bạn đem ra ngoài đường á, các bạn làm gớt lên trên cát hay là này kia thì các bạn cầm lên các bạn bóp, gần như tình các bạn bóp vô là cái bút của bạn nó như cái tổ ong luôn. Nó bị lỗ và nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Giá một cái cây này mình nhớ không lầm là tầm 150 một cây, thì 4 cây là khoảng 600. Thì có một số anh em là hay nhắn tin cho mình là hỏi là mình có muốn bán lại cái cây A, cây B này kia không, có thể là của Akai tặng hoặc là của anh Dịch tặng. Thì thực ra là hồi lúc mà mình còn đi học á, là mình cũng hay bán lại những cái đồ mà mình sử dụng đó, để mà mình mua những cái đồ mình cần thiết hơn, mua nguyên liệu hay là mua những cái cây mod mới. Nhưng mà sau này mình đi làm rồi, mình làm một thời gian rồi thì mình bắt đầu mình có một cái khoản tiền nó không có, gọi là không có thiếu thốn lắm, cho nên là mình cũng không có nhu cầu mình bán những cái đồ mà mình có, nhất là những cái đồ mà của anh em tặng. Thì các bạn biết là những cái đồ tặng thì ngoài cái giá trị vật chất ra nó còn có cái giá trị tinh thần đó. Nếu mà bán cây này 150 thì nếu mà Akai nó biết được thì nó sẽ không có được vui, tại vì đồ mà Akai tặng thì không ai mà muốn đồ mình tặng mà người khác đem đi bán chứ các bạn. Nhưng mà nếu các bạn mua với giá 200-300 thì mình nghĩ là Akai sẽ thông cảm được nha. Tiếp theo là một cái cây cơm sa màu trắng. Thì đây là lần đầu tiên mình sở hữu một cái cây cơm sa mà nó màu trắng. Tại hồi xưa mình có mua với lại mình được Akai tặng một lần, thì đó đều là những cái cơm sa mà có cái thân màu đen thôi. Thì cái cây cơm sa mình nhớ cũng làm là nó có một cái dòng chữ gì Đông Á Pen với lại một cái gì chữ Hàn Quốc gì là màu chất sổ Skude gì trên này nè. Đó, thì cái cây này là nó trơn luôn, nó không có chữ gì hết.
Còn cái cây mà Akai tặng mình là hồi trước là mình nhớ nó có hai đầu, nhưng mà chuyện xui rủi là mình bán mất một đầu rồi, cho nên là bây giờ Akai tặng thêm cái cây này thì mình sau 5 năm thì mình lại có đủ hai đầu, và chắc là sắp tới mình sẽ làm mũi cơm sa mốt để mình chơi lại. Còn mấy cái cây này thì lão quắc này nha các bạn, mình chưa giờ thấy mấy cái cây này, ví dụ như là hai cái thằng này, thì hai cái thằng này nó được cái thân cũng tương đối là hơi nhỏ, hình như nó cũng xem với lại cái cây, cái thân của cây cơm sa các bạn. Đây mình đặt hai cây kế nhau thì các bạn có thể thấy là gần như là thậm chí nó còn hơi nhỏ hơn cơm sa một tí, mặc dù cơm sa là những anh em nào mình có mua rồi thì sẽ biết là cơm sa nó nhỏ tới cái mức nào, nhưng mà cái này nó còn nhỏ hơn nha. Với lại mình cũng không có thích cái cảm giác của cái nhựa này lắm, nhưng mà đồ Akai tặng thì cái này thì chắc là mình sẽ để mình viết nha, mình không có dùng để làm mod. Tiếp theo là một cái cây có tên là Cricut Invisible In. Cái cây này thì mình thấy là nó giống với cái cây gì mà của Junior bán, cây highlighter gì đó. Thì cái cây kia là cái thân nó trong suốt, còn cái này nó là cái thân màu nha các bạn. Và cái cảm giác thì nó tương đối là nó bám tay hơn là cái cây highlighter kia. Còn cái đường kính thân thì mình thấy nó giống giống như cái cây Mavio Chida mình hay xài trong mấy cái cây Neko DC hay là Neko DC 2 này kia đó, thì cái đường kính mình thấy là gần như là nó giống nhau luôn nha các bạn, nó bằng nhau luôn á. Là cái cảm giác cây này thì khá là ok, thì mình sẽ suy nghĩ cách để làm mod từ cái cây này. Cái cây này là cái cây tên là Royal gì đó, thì cái cảm giác thì mình thấy là nó cũng giống như là mấy cây thân nhựa bình thường thôi, nó giống như là cái cây này là những cái cây này đó. Nói chung là những cái cây này mình thấy là cái cảm giác nó đều là na ná nhau hết đó các bạn, nó không có gì khác biệt mấy. Chủ yếu là cái đường kính của cái này thì nó sẽ hơi lớn nhỉnh hơn là hai cái thằng này một tí, và nó nhỏ hơn cái thằng này thôi, chứ cái cảm giác nhựa thì nó cũng tương tự nhau, cho nên là mình sẽ lướt qua cái thằng này luôn nha. Cuối cùng là một cái cây mình thấy khá là thích, đó là cái cây này. Đó, cái cây này là nó có cái cảm giác giống với cái tool tầm 60-70% các bạn, tức là cái thân nó cũng có một cái lớp gì đó nó khá là êm, và nó có những cái đặc điểm mà mình cảm thấy khá là thích, đó là cái chiều dài nó dài hơn cái cây tool. Các bạn có thể thấy là cái cây tool thì cái phần nhựa mà êm nó chỉ kéo dài tới đây thôi. Khi mà chúng ta làm mod từ cái tool thì chúng ta phải cắt vào cái phần nhựa trơn tầm một khúc như này đó, thì chúng ta mới có một cái thân nó đủ dài để mà chúng ta làm mod. Chứ các bạn cắt hết cái phần êm các bạn ngưng là nó sẽ rất là ngắn. Còn đối với cái cây này thì cái thân nó là trơn ruột từ đầu tới cuối luôn, nó dài như này nọ, không có một cái điểm gờ nào hết, không có cần phải cắt hay là mài gì cả. Và cái đường kính của nó cũng hơi lớn hơn cái cây tool một chút xíu. Xíu xíu thôi, không có nhiều, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác là nó đã hơn. Và cái cây này nó có tên là Chu Red nha các bạn. Chu Red nhưng mà màu xanh nha các bạn. Bởi vì cuộc đời này không có tin được ai hết trơn nha. Đó, Chu Red, các bạn có thể thấy là Chu Red nhưng mà màu xanh. Ok, vậy là mình đã khui hộp cái đống bút mà mình mua cũng như là của Akai tặng cho các bạn xem. Thì sắp tới là Akai sẽ về nước nếu mà không có gì thay đổi. Thì các bạn cần mua những cái bút nào ở trong cái đống này thì các bạn để lại comment ở bên dưới. Thì nếu kịp, nếu được thì Akai sẽ lấy một số lượng ít về để mà bán lại cho các bạn. Thì nói chung là đây không phải là đặt hàng trước nha, đây chỉ là mình nói để mà mình xem các bạn comment để mình với Akai với là anh Dệt là tính toán xem xét tình hình thôi. Và ok, thì nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.